Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 quy trình vụ án giải cứu hàng không giá cao của Việt Nam. Câu chuyện về chuyến bay giải cứu giá cao được tác giả Nguyễn Tâm, người trong cuộc kể lại khi tìm đường về Việt Nam từ Paris, được chia sẻ như sau. Chị Hà, 47 tuổi, chủ cửa hàng buôn bán nhỏ tại Paris, kể cho tôi nghe câu chuyện xung quanh chuyến bay giải cứu về Việt Nam của mình. Đầu năm 2020, sống giữa trung tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, hàng ngày phải đối mặt với bệnh tật, chết chóc xảy ra xung quanh. Chị Hà đã bị stress kinh khủng. Nhưng mỗi khi gọi điện về Việt Nam và cho người thân được biết quê nhà vẫn là ốc đảo an toàn miễn nhiễm với COVID-19, như báo đài nhà nước nói, chị lại thấy tâm mình dịu lại, bớt đi sự lo lắng. Khi ở châu Âu, số ca nhiễm mới COVID-19 đã vượt quá 300.000 người mỗi ngày và số ca tử vong vì COVID quái ác sắp chạm ngưỡng 10.000 người mỗi ngày thì chị bắt đầu hoang mang thực sự. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như vì một cuộc chiến không một ai bị bỏ lại, rồi một Việt Nam ngạo nghễ nằm châu, hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam, và tự hào quá Việt Nam ơi, rất nhiều khẩu hiệu được dư luận viên bấm link và share hàng vài chục ngàn lần. Lúc đó, chị Hà đã nảy sinh ra ý định về Việt Nam, vừa tránh dịch vừa chăm sóc được mẹ già. Chị Hà kể với tôi, chị đem suy nghĩ này bày tỏ với Lê, bạn thân đang sống ở Mỹ, cùng hoàn cảnh. Cũng hay đấy, nhưng để bay được về không hề dễ đâu. Có người ở Mỹ ở đây đã phải chi tới 7.000 đô la, thậm chí hơn 10.000 đô la thì mới leo lên được chiếc máy bay giải cứu của chính phủ Việt Nam, Lê cho chị biết. Hoài thì nghi ngờ Lê, Hà phản bác, sao thấy truyền hình Việt Nam suốt ngày chạy dòng chữ, ghi lời Thủ tướng nói rằng không để ai bị bỏ lại phía sau, không phải là lời nói suông cơ mà. Theo Hà kể thì khi ấy, Lê cũng tỏ ra băn khoăn, không biết thực hư như thế nào. Quy trình tìm đường để được giải cứu giá cao bắt đầu từ đâu? Gọi điện lên phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam, Hà hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên trang web dài. Chờ một tháng, rồi hai tháng, không thấy phản hồi. Hà lại gọi đến số phone của phòng lãnh sự để hỏi thì nghe một giọng buông thõng rằng, phải chờ thôi chị ạ. À. Hà hỏi lại, phải chờ đến bao giờ? Thì nghe đầu cây dây bên kia, chỉ còn nghe một tiếng kịch, khô khốc. Trong một lần đến nhà người bạn ở ngoại ô thủ đô Paris, mừng tân gia, Hà đem ẩn đức này kể giữa bàn tiệc. Chủ nhà bảo, sao lại có người ngây thơ đến thế nhỉ? Bạn muốn về, tôi cho số phone này, gọi đến là ok ngay. Nhưng không thể nói suông được đâu, phải trả phí dịch vụ 800 euro đấy. Làm theo hướng dẫn của người bạn, chỉ một tuần sau, Hà nhận được email từ Đại sứ quán Việt Nam thông báo nguyện vọng về nước của chị đã được ở nhà phê duyệt. Đây là hình ảnh trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn khuyến cáo công dân có nguyện vọng về nước cần đăng ký trực tiếp với Đại sứ quán qua phần mềm trực tuyến để được xét duyệt, tránh bị lợi dụng danh tính và trục lợi tài chính. Giờ thì Hà mới hiểu, cơ quan phê duyệt danh sách người Việt Nam được bay giải cứu về nước chính là Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Êm ai đó cũng hướng dẫn Hà phải mua vé máy bay ở đại lý bán vé độc quyền của Vietnam Airlines với giá tới nặng 1.500 euro một chiều về Việt Nam, đắt gấp 4 lần trước đại dịch. Nghe Hà ở mức kể về việc phải mua vé máy bay với giá quá cao, bạn bè án ổn. Không phải mình cậu bị hãng hàng không Vietnam Airlines móc túi như thế đâu, mà bà con Việt Nam ở cả châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. đều thế cả. Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải chỉ cấp phép độc quyền bay giải cứu cho mỗi Vietnam Airlines. Không có cạnh tranh thì hãng hàng không này muốn bán giá nào chẳng được. Về Việt Nam là chi thêm tiền. Vào gần cuối năm 2020, một tuần sau khi bay, chị Hà đã đăng status trên Facebook khoe được cách ly tại một doanh trại quân đội ở Sơn Tây, rằng chị khá hài lòng với chỗ ở và suất ăn hàng ngày, lại còn được các anh bộ đội chăm lo rất chu đáo. Tổng chi phí khoảng 1,6 triệu đồng trong 14 ngày, tính cả hai lần ngoáy mũi. Trong khi đó, một số đại gia bay cùng chuyến bay giải cứu với Hà
vì có quen trước nên có liên lạc hẹn nhau ở Việt Nam thì nhắn tin họ bị chặt chém ở một khâu khác, đó là khách cách ly tại khách sạn 5 sao do Ủy ban Nhân dân thành phố của một tỉnh miền Bắc chỉ định. Đây là hình ảnh một khách sạn dùng để cách ly khách từ nước ngoài nhập cảnh. Các bạn này phải trả tới 2,5 triệu đồng mỗi ngày, 14 ngày cách ly tổng cộng phải chi hơn 35 triệu đồng. Mà chăn ga, gối đệm thì phải tự thay, phòng ngủ và toilet phải tự quét và lau, suất ăn hàng ngày thì thua xa suất ăn của Hà ở doanh trại quân đội. Những người ở lại vì không thể chi thêm. Thời gian tránh dịch ở Việt Nam, Hà được cho là may mắn vì được và nhiều người bạn xin số phone dịch vụ liên quan đến lãnh sự quán Việt Nam ở Pháp để người nhà được lọt vào danh sách các chuyến bay giải cứu. Trong số đó có Trang, cô bạn học cùng phổ thông, với Hà kể lại trong nước mắt chuyện con gái mình sang châu Âu du học tự túc. Nhà không đủ chu cấp, cháu phải vừa học vừa làm để trang trải chi phí. Hai năm dịch Covid-19, cháu được trường cho học online, không thể về được Việt Nam, sống với gia đình để học trực tuyến từ xa, cháu cũng không tìm được việc làm thêm như trước. Nửa năm nay, gia đình Trang không thể liên lạc được với cháu. Sau một tuần lần mò tìm được số điện thoại phone của bạn thân cùng du học với cháu, Trang gọi điện hỏi thăm thì tá hỏa mới biết. Con gái mình bị cạn tiền sinh hoạt, phải sống vật vờ, nương nhờ một đại gia như thân phận gái bao. Hiện nay cháu đang mang thai 6 tháng. Những mảnh đời sinh viên và lao động mất việc, phải sống chui, sống lủi, tùi hổ, cực nhọc như cháu ở châu Âu. Trong đại dịch Covid-19, em biết nhiều lắm. Hà hạ giọng nói như vậy. Đây là hình ảnh hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại sân bay quốc tế Sydney, Úc vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Những cái khôn lẽ ra không nên có, nhưng cái khó thì lại ló cái khôn. Nhiều sinh viên du học cũng như lao động Việt Nam xuất khẩu trên khắp thế giới từ cuối năm 2020 bắt đầu chia sẻ cho nhau trên mạng xã hội cách thức về được Việt Nam mà chi phí chỉ bằng 1/3 qua con đường chặt chém của đường dây lãnh sự trong và ngoài nước với những chuyến bay độc quyền giải cứu của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Họ chọn cách bay tới Campuchia hợp pháp, rồi từ đó về Việt Nam bằng đường bộ hoặc đường hàng không cũng hợp pháp. Cạnh đó còn rất nhiều người Việt vì những lý do khác nhau phải tìm cách từ Campuchia nhập cảnh chui bất hợp pháp về Việt Nam. Câu chuyện đã nhanh chóng thành vấn đề của quan hệ giữa hai nước. Ngày 6 tháng 12 năm 2021, trong lễ khai trương quốc lộ số 11 của Campuchia, ông Thủ tướng của Campuchia Hun Sen lên tiếng đòi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, phải xin lỗi Campuchia. Vì trong một hội nghị chuyên ngành vào hồi tháng 3 năm 2020, tướng Chiến từng công khai khẳng định rằng Covid-19 tràn từ Campuchia sang Việt Nam như nước sông Mekong. Thực ra, nỗi lo lắng của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến không hề sai. Trong mùa xuân năm 2021, Campuchia bùng dịch Covid-19 dữ dội. Giới chức Việt Nam nói là phải kiểm soát đường biên giới với Campuchia chặt chẽ hơn nữa trước nguy cơ virus corona xâm nhập Việt Nam theo ngả này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen đòi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phải xin lỗi vì đổ lỗi cho Campuchia lây nhiễm Covid cho Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2021, trong chuyến công tác cứu trợ cộng đồng người Việt bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, bày tỏ sự lo lắng rằng chúng tôi rất thông cảm với những khó khăn hiện nay của bà con gốc Việt, đặc biệt là tình trạng mất việc làm, không có thu nhập và bị cách ly, phong tỏa, vân vân. Sứ quán đề nghị bà con gốc Việt và công dân Việt Nam không cố gắng di chuyển sang Việt Nam theo các đường dây đưa người trái phép. Trong tháng 4 năm 2021, rất nhiều người Việt Nam, trong đó có nhiều người ở Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã nhập cảnh chui từ Campuchia để đi taxi về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh trạm xe bus gần cửa khẩu quốc tế Ba Vét của Campuchia, bên kia là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Người Việt Nam có thể đi xe bus từ Đông Bình đến đây mức giá khoảng 6 đô la. Vấn đề là nhu cầu về nước rất cao và người ta buộc phải tìm mọi cách như có thể, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Thảm họa Covid-19 tràn vào Việt Nam rất có thể từ con đường này, trong khi
các ngả khác đều bị các nhóm làm ăn của ngành giải cứu bịt lại. Bây giờ nhìn lại, cũng như phụ kiếp xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, các chuyến bay giải cứu người Việt ở nước ngoài thực chất cũng do sự lũng đoạn chính sách nhà nước của một nhóm quan chức tha hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng nỗi thấu khổ cùng cực của bà con trong cơn đại dịch nhằm trục lợi. Họ đã bị bắt, khởi tố trong vụ án hình sự, nhưng câu hỏi tôi nghe được ở cộng đồng mạng tại các nước như Âu, Mỹ là các cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân của một số tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp như Vietnam Airlines và các đại lý bán vé máy bay, các khách sạn được chỉ định cách ly v.v. có tham gia vào tập đoàn làm ăn trong hoạt động tội phạm hình sự đội lốt giải cứu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19 hay không? Để trả lời câu hỏi này, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cần làm rõ để đưa các thủ phạm ra trước vành móng ngựa, trừng trị theo quy định của pháp luật. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng chủ động tấn công tham nhũng có tạo được chuyển biến mới hay không. Hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 1, chứng kiến tin tức về hàng loạt vụ kỷ luật điều tra quan trọng tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục Lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Tại một buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam nói trong vụ kit test Việt Á, hiện cơ quan điều tra cũng đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài sản trị giá khoảng 1.220 tỷ đồng. Cũng ngày 28 tháng 1, ông Lê Đức Vinh, 58 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bị khai trừ khỏi đảng do cáo buộc sai phạm khi giao cho doanh nghiệp làm dự án núi Chín Khúc. Đây là hình ảnh núi Chín Khúc bị băm nát để làm khu du lịch tâm linh. Ông Vinh đã bị bắt tạm giam vào hôm 8 tháng 6 năm 2021 cùng với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây chỉ mới là một vụ án mới nhất trong hoạt động phòng chống tham nhũng tiêu cực được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt và hô hào. Dường như dư luận cho rằng đang có một hướng chủ động tấn công. Phát biểu hôm 20 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh: "Trị cả gốc lẫn ngọn tham nhũng với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn phải chủ động tấn công, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực, tạo bước chuyển biến mới cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới." Trong năm 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật tổng cộng 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 26 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bao gồm 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 2 nguyên bộ trưởng, 1 bí thư tỉnh ủy, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng, 2 nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, 5 nguyên phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 13 sĩ quan đương chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Cũng trong năm 2021, các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra 3.725 vụ trên tổng số 7.066 vụ và bị can, tăng 1.186 vụ so với năm 2020. Về tội tham nhũng, chức vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, kinh tế, trong đó án tham nhũng chức vụ đã khởi tố tới 390 vụ trên tổng số 1.000 vụ bị can. Đây là hình ảnh hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Dù vậy, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bộc lộ những băn khoăn như không thấy xấu hổ. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nói rằng, mặc dù có nhiều kết quả tích cực, nhưng ban chỉ đạo cũng nhìn nhận công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức rất lớn. Ông nói, vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ, mà vẫn trơ ra đó. Ông Học cho biết, đây là ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, theo tường thuật của tờ báo Thanh Tra. Còn trang báo Vietnamnet thì tường thuật nói lời ông Học như sau. Tổng Bí thư đặt câu hỏi, vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý
nghiêm nhiều hành vi vi phạm như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ chờ chờ. Sai phạm xảy ra ngay trong quá trình kiểm tra, liệu có ai là chỗ dựa, có ai là chống lưng cho ngành hành vi tham nhũng tiêu cực hay không? Ông Học cho hay, Tổng Bí thư thường đặt vấn đề là ai đã bao che tiếp tay cho những người vi phạm pháp luật trốn ra nước ngoài. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang ở nước ngoài và đang bị truy nã. Tổng Bí thư yêu cầu cần phải có quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn. Năm mới phải quyết tâm mới, khí thế mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Học thông tin. Đa đảng và chống tham nhũng. Với nhiều nhà quan sát, vấn đề tham nhũng gắn liền với bản chất hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Trong một bài phỏng vấn trên đài BBC vào năm 2021, ông Võ Văn Tạo đã nói rằng muốn tạo ra đột phá, giảm đáng kể nạn tham nhũng, cần thay đổi căn bản trong thiết chế chính trị như chấp nhận đa nguyên chính trị, chấp nhận đa đảng, đề cao tự do báo chí, tự do ngôn luận, để quyền lực bị kiểm soát một cách thực chất. Một cách khác, ông Nguyễn Vũ Bình thì nói rằng, theo tôi, giai đoạn mới này ngay từ đầu đã dựa trên quan niệm sai, quan niệm rằng tiêu cực đẻ ra tham nhũng là không đúng, nên chắc chắn không có hiệu quả. Tôi cho rằng cơ chế đẻ ra tham nhũng đẻ ra tiêu cực, giai đoạn mới này do đó nên tập trung giải quyết cơ chế xóa bỏ độc tài sẽ xóa bỏ tham nhũng. Một Việt kiều ở Úc, Nguyễn Quang Duy thì khẳng định, người dân Việt trong và ngoài nước phải giành lại quyền lập hiến, bầu lên một quốc hội lập hiến, soạn tân hiến pháp, xây dựng một thể chế tam quyền phân lập, soạn ra những điều luật mới chống tham nhũng và chống lại mọi tiêu cực xã hội do chủ nghĩa cá nhân đang gây ra. Đây là con đường duy nhất để có thể đưa đất nước Việt Nam đến tự do, dân chủ, giàu mạnh, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Những quan điểm như vậy không được Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận, xem là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị bắt giữ, bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, cũng sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, sống tại Hà Nội, Phó Phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trong một bài phân tích gần đây, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định rằng Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược và các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên, thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ. Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa vân vân, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa vân vân trong nội bộ của Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị nói rằng các thế lực thù địch phản động tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. Các vụ án trọng điểm trong năm 2022. Trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ ra 10 vụ án trọng điểm như: thứ nhất là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Thứ hai là vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Thứ tư là vụ án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương. Thứ năm là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.
Thứ sáu là vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp. Thứ bảy là vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái Tâm Linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thứ tám là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị. Thứ chín là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Thứ 10 là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan địa phương. Cứ như vậy, các đại án do các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra thất thoát hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng trong nước luôn xảy ra và chưa biết đến bao giờ dừng. Và thiệt hại cuối cùng là ngân sách nhà nước, đó chính là tiền thuế của nhân dân.